Em Duy xin phép được kính chào tất cả các bác. Vâng, em Duy xin phép được gửi lời chào cũng như gửi một lời chúc đến tất cả các bác một năm mới. Một phiên video em lên trong ngày năm cũ chào đón năm mới các bác nhá. Là có nghĩa là một ngày một phiên video lên ngày cuối năm, ngày cuối năm của năm 2023 sang đến ngày 2024. Thì là cũng như là gửi một lời chào đến một lời chúc đến tất cả các bác, những ai còn đang dang dở những cái gì mà chưa làm được ngày 23 năm 23, các bác chúc tất cả các bác sang năm 2024 hoàn thiện rực rỡ hơn, hoàn thiện tất cả các mọi việc mà còn đang dang dở ở 2023 các bác nhá. Một lần nữa xin gửi lời chúc đến tất cả các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Hôm nay em lên một phiên video, gọi là một phiên video hàng mới về các bác nhá. Chào đón năm mới bằng một lô hàng mới về để phục vụ cho tất cả các bác cùng chơi. Rất là nhiều những mẫu mới về, tất cả các mẫu kính hôm nay đều là mẫu mới về hết, cả đồng hồ các bác nhé. Đồng hồ vẫn có một số 1-2 chiếc của năm cũ thì vẫn là lan lên giao lưu cùng tất cả các bác, gọi là xả sân sale, xả sale cho tất cả các bác để các bác cùng giao lưu và cùng chốt, cùng sưu tầm nhé các bác nhé. Ngoài đồng hồ kính mắt ra có thêm một số trang sức phụ kiện bằng bạc ngày hôm nay để giao lưu cùng tất cả các bác. Thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh cho ủng hộ kênh cho bên em. Và nhớ đừng quên số Zalo em sẽ ghi trên góc bên phải màn hình các bác nhé, 0927 292 392. Em sẽ phép đi đến chiếc đồng hồ đầu tiên. Một mã đồng hồ đầu lai, nó sẽ là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Technos các bác nhé. Một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ các bác ạ. Đó, một phim video em sẽ lên sóng vào ngày cuối cùng của năm 2023, gọi là một phim video chào mới, tạm biệt cũ. Em đây các bác, một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Technos đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này thân vỏ thép inox được zin 100% các bác nhá, núm zin, dây vỏ khóa cũng như là máy móc nguyên zin nguyên bản hết. Tiếp tục mở máy các bác cùng xem nhá. Một cỗ máy Technos vẫn còn sáng bóng các bác ạ, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, từ ốc ếch cho đến nói chung là rất đẹp luôn, không còn gì để mà chê chiếc đồng hồ này nữa. Vỏ thép thì siêu bền bỉ rồi. Một thương hiệu Technos đến từ Thụy Sĩ, toàn thân là thép inox. Cái siêu này là người dùng dán vào để chống xước thôi các bác nhé. Chiếc Technos này thì có hiện tại đang là size 37 các bác nhé, size ngang là 37, size dọc 42 các bác ạ. Đây là đo cả càng, chưa tính đúng một đo cả càng các bác nhé. Kính zin mài vát các bác ạ, kính zin mài vát nhé. Dây lụa là đeo rất là mềm mại, rất là mịn màng. Để em đeo lên tay cho các bác cùng xem nhé. Đây các bác ơi, một mẫu đồng hồ Technos em đang giao lưu với giá tất cả các bác cùng chơi nhá. Thôi thì để các bác cùng chơi với mã đồng hồ này, bên em đang giao lưu giá là 2 triệu thôi các bác ạ. 2 triệu thôi, lên trang mã số 41 nhá, cho một chiếc đồng hồ Technos đến từ Thụy Sĩ. Cọc số rất đẹp, nổi to, khỏe, chắc chắn. Ba kim có một ô cửa lý góc 3 giờ. Kính zin mài vát cạnh luôn các bác nhá. Núm zin, đáy zin, dây vỏ khóa nguyên zin hết. Nó tất cả là thép inox rồi, rất là bền bỉ luôn. Để các bác giá chỉ có 2 triệu thôi. Size to. Với chiếc đồng hồ thép như này thì đánh phát sáng luôn, bóng luôn. Đây là vẫn còn đang nguyên mộc mạc nhá. Vẫn nguyên mộc mạc từ người dùng trước. Em muốn để nguyên vị trí đấy, cho để nguyên cái mộc mạc đấy cho tất cả các bác cùng chơi và cùng sưu tầm nhá. 2 triệu thôi, lên trang mã số 41, một chiếc đồng hồ Technos. Em đang bắt một chiếc mã số 42. Một chiếc đồng hồ Akmali các bác nhá. Đó, một mẫu đồng hồ Akmali chính hãng chạy máy pin. Nhưng mà nó đẹp quá các bác ạ, chiếc này đẹp lắm. Chiếc này có size mặt hiện tại là size ngang đang là 33 các bác nhé. Size 3 này các bác này, size dọc này các bác này, size dọc lên đến 46 các bác ạ. Chiếc đồng hồ với thiết kế form vuông. Tiếp tục là một chiếc đồng hồ form chữ nhật thì đúng hơn, là form chữ nhật thì các bác nhé. Chạy máy pin chính hãng với một thương hiệu Akmali, thương hiệu đã rất chi là quen thuộc với tất cả các bác rồi. Một thương hiệu tầm trung, một thương hiệu tầm giá rẻ để các bác ai cũng có thể sưu tầm được, ai để chơi được với các dòng đồng hồ của Akmali các bác nhé. Chiếc này vỏ thép inox, núm zin nguyên bản, máy móc bokeh hết.
dây khóa chiếc này thay thay dây khác rồi, nhưng mà cũng là đang là dây rất xịn luôn. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này bên em giao bây giờ 900.000 thôi ạ. 900.000 thôi. Các bác quan tâm lên cho mã số 42 nhé. Thân vỏ thép inox. Nói chung mẫu này là mẫu size to đấy các bác ạ. Mẫu này là mẫu hàng thời trang, mẫu hàng đời mới cho nên size rất là to luôn. Đẹp lắm các bác ạ. Hàng chính hãng mà các bác. Rất là phê luôn. Các bác quan tâm lên cho em mã số 42 nha các bác nhé. Mã số 42. Chiếc đồng hồ Akmali chính hãng chạy máy pin. Form chữ nhật. Tuyệt đẹp luôn. Tiếp tục, em lên các bác một chiếc đồng hồ cơ cổ đến từ Moscow, đến từ nước Nga. Em lên các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Vostok, hay còn gọi là một chiếc đồng hồ đến từ phương Đông của nước Nga được chưa ạ? Vostok gọi là phương Đông. Một chiếc đồng hồ Vostok hoa dâu, lâu lắm em lại về được bác một chiếc đồng hồ hoa dâu như này. Rất là đẹp luôn, thân vỏ đẹp. Size mặt đang là 30 năm các bác nhá. Form là form mua rùa, form đặc trưng của dòng Vostok rồi. Các bác này. Âu 10 năm này. Vỏ được bọc vàng các bác nhá, vỏ bọc vàng. Mặt hoa dâu các bác nhá, đây là Vostok hoa dâu. Các bác quá quen với cái mẫu này rồi, nhưng mà mẫu này rất hiếm các bác ạ. Rất hiếm bởi vì sao? Rất ít luôn, rất ít thị trường luôn. Bonzot thì có nhiều, Senkoda có nhiều, nhưng mà Vostok hoa dâu chỉ có một số nhất định thôi. Với cái bộ dây này thì em có ghép cho các bác có thể không thích thì các bác bỏ bảo em ghép dây ra cho các bác nhé. Còn như theo em được biết thì là đa số các bác dùng đồng hồ Nga, các bác sẽ dùng những cái bộ dây dây lụa như này, có thể lụa lụa mềm mại mịn hơn, và hay gọi là mảnh nhỏ hơn. Còn không thì các bác cứ để nguyên cái mảnh to này, hoặc các bác có thể thay dây ra, các bác có nhu cầu các bác bảo em thay dây ra cho các bác nhé. Một mẫu đồng hồ Vostok hoa dâu, nó giao lưu cùng tất cả các bác là 1.600.000 các bác nhé. 1.600.000 mã số 43. Lâu lắm lại về một chiếc hoa dâu nữa để các bác sưu tầm nhé. Các bác nhanh tay sưu tầm. Vostok hoa dâu đến từ Nga, phương Đông. Vỏ chiếc này còn rất là đẹp các bác nhé, vỏ rất là đẹp luôn. Núm zin, được chưa ạ? Zin 100% trừ cặp dây thôi. Nói chung là đồng hồ Nga thì đa số không có dây đâu các bác nhé. Đồng hồ Nga đa số không có dây zin đâu ạ. Nếu mà có dây zin thì là dây sau này rồi. Dây những năm 8X, 9X rồi. Đây là vẫn thuộc những năm trước năm 80. Với chiếc đồng hồ Nga Vostok hoa dâu này thì rất là đẹp luôn, có thiết kế mặt hoa văn vàng mỡ gà, cộng thêm các cọc số kiểu hoa dâu và kiểu số La Mã luôn, rất là cổ điển luôn các bác nhé. Và các bác quan tâm lên trên mã số 43, giá chỉ có 1.600.000 thôi. Tiếp tục em lên các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu One Time các bác nhé. Một mẫu đồng hồ One Time mà có size mặt hiện tại là size 33 các bác nhé. Size 3 chạy máy cóp tay đến từ Thụy Sĩ, thân vỏ bọc vàng các bác ạ. Các bác nhìn mặt này, mặt rất đẹp luôn, em thấy mặt như kiểu Masolic ấy các bác ạ. Bởi vì em thấy nó có hình cái comba, hình cái Ike comba bên bên giữa trụ trụ tâm, trụ kim. Đó, thường thường cái comba là của một Masolic. Giờ là việc đấy đấy các bác ạ. Đây các bác nhìn cái logo rất là đẹp luôn. Một mẫu đồng hồ One Time với phiên bản kỷ niệm. Núm zin có logo, thân vỏ bọc vàng, đáy thép inox. Có kết hợp các bác một bộ dây màu nâu rồi. Một mẫu đồng hồ One Time kỷ niệm em đang giao lưu với tất cả các bác cùng chơi là giá là 2 triệu nha các bác nhé.
2 triệu lên cho em mã số 44. Mặt trắng chảy tia 3 kim có một ô click có thêm quả mặt kỷ niệm luôn. One time. Được chưa? Núm zin vẫn còn logo luôn, đẹp lắm các bác ạ. Với mẫu này màu mặt rất đẹp, vỏ cũng còn đẹp. Logo thì nói chung là rất là nhiều cái thông số kỷ niệm. Masonic rồi Akukasan, nói chung đây tên đấy các bác ơi. 2 triệu thôi ạ, lên trang về mã số 44, một phiên bản kỷ niệm mà giá chỉ có 2 triệu thôi. Giá rất dễ chơi cho các bác cùng chơi nhá, cùng sưu tầm. Đó, hàng cơ cốt bình thường mặt không kỷ niệm, không phải bản kỷ niệm đã lên quanh 1.8-2 triệu rồi. Còn chiếc này thì nhập rẻ bán rẻ cho các bác là 2 triệu nhá. Mã số 44. Một mẫu đồng hồ quan thang đến từ Thụy Sĩ. Thân vỏ bọc vàng đáy thép inox, mặt kỷ niệm. Size 33. Được chưa ạ? Tiếp tục có ngay một chiếc mã số 45. Mã số 45 giới thiệu tất cả các bác là một chiếc đồng hồ Omega các bác nhá. Các bác nhìn cái mặt này, mặt zin lên mụn rồi, rất là đẹp luôn. Bác nào mà thích các dòng vintage thì các bác chơi em này. Omega nhắc đến thương hiệu đã là quá đỉnh rồi. Nhắc đến thương hiệu Omega nó là đẳng cấp rồi các bác ạ. Chiếc này chạy bộ máy côn 500 các bác nhá, máy là máy to, máy này máy cổ. Những năm thập niên 195X các bác ạ. Mặt zin mà có lên mụn theo thời gian và có thêm trục tung hoành các bác nhá. Tung hoành trục ngang trục dọc đây các bác này. Thân vỏ thép inox. Tiếp tục mở máy các bác cùng xem nhá. Máy chiếc này thì sáng bóng thì các bác miễn chê luôn. Em thấy nó quá đẹp luôn với chiếc máy này. Rồi các bác ơi. Đây các bác nhìn này. Máy 500 đẹp như này cơ mà. Hầu như là gần như là soi gương luôn các bác nhá. Cỗ máy quá đẹp luôn. Đáy là các bác, đáy logo kỷ niệm các kiểu luôn. Thông số rõ ràng. Được chưa ạ? Đó, chiếc này chỉ hơi tiếc một chút xíu thôi. Hơi tiếc một chút xíu là cái lúm nó không zin. Size mặt đang là 34 các bác nhá, size ngang đang là 34, size tiêu chuẩn của chiếc đồng hồ Omega này. Để các bác nhìn này. Đấy bẩn thôi, để đợi em lau qua nhá. Đây các bác, núm thì núm không logo đâu các bác nhá, núm không logo đâu. Thì có thể gọi là chắc chắn sẽ phải là like cái núm rồi, không ảnh hưởng gì đâu các bác. Nói chung là máy móc đẹp, sáng bóng, nguyên zin nguyên bản. Mặt nguyên bản nguyên zin, vỏ thép là ok. Chiếc này là chân càng béo các bác nhá. Chân càng béo, 3 kim. Đó, chiếc này không có ô click mà có thêm trục tung hoành. Seamaster phiên bản đời cổ những năm thập niên 195X. Giao lưu cùng tất cả các bác này. 5.800.000 các bác nhá. 5.800.000 lên trên mã số 45. Một chiếc đồng hồ Omega với chất vỏ thép cực kỳ đáng sưu tầm luôn các bác nhé. Hàng sưu tầm đấy ạ. Đây các bác ơi, hàng sưu tầm cho một thương hiệu đồng hồ Omega, thương hiệu rất chia nổi tiếng luôn. Đấy, bác nào thích vintage thì đừng bỏ lỡ chiếc này. Thật sự các bác nhìn thấy, các bác chỉ cần về đi thay cái lúm có logo Omega vào thì nó là đồng bộ thôi. Nhưng mà theo em cũng không cần thiết về nhiều. Cơ bản là vỏ nó còn đẹp, máy còn đẹp, mặt còn zin là ok. Còn cái lúm thêm cái lúm zin nữa thì cũng là hoàn thiện thôi. Nhưng mà để không này cũng không ảnh hưởng gì cả, không ảnh hưởng gì nhiều các bác nhé. 5.800.000 lên cho mã số 45. Mặt lên dầu quá đẹp luôn các bác ạ, hay gọi lên mụn nhá, quá phê luôn. Mã số 45, giao lưu cùng tất cả các bác một chiếc đồng hồ Omega vỏ thép quá đẹp luôn các bác ạ. Thật sự các bác, nó là một cái vintage, nó là một chiếc đồng hồ gọi là hoài cổ,
Đây mới đây mới là chính xác đồng hồ hoài cổ để các bác cùng sưu tầm nhá. Mã số 45. Tiếp tục em đây có một chiếc mã số 46 nhá. Mã số 46 em đây có một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Seiko 5 huyền thoại các bác ạ. Và các bác lại thông cảm em nhá, đang bị cúm, chưa khỏi được, đâm ra là cũng có tí sụt xịt, các bác cũng thông cảm. Lên sóng vẫn miêu tả đầy đủ chi tiết phục vụ cho tất cả các bác là quá là tuyệt vời rồi. Vẫn là đúng phiên lên sóng cho các bác để các bác được quen giờ giấc bên em lên sóng. Cách một ngày sẽ lên một ngày. Em đem một chiếc đồng hồ Seiko 5 các bác nhá, một phiên bản nồi đồng cối đá. Một mẫu đồng hồ Seiko 5 hay gọi là Seiko 5, nồi đồng cối đá rất là bền bỉ luôn. Đấy, có một phiên bản Seiko 5 này thì nó là quá là bền rồi. Size ngang là 38 các bác nhá, size ngang 38. Thân vỏ thép inox, chạy bộ máy cơ auto, 3 kim có 2 ô click các bác nhá. Được trang bị một bộ máy 7009 376A các bác nhá. Toàn thân là thép inox, chiếc này chỉ còn bị lệch mỗi bộ dây thôi. Bền lắm các bác ạ, để các bác cùng chơi giá chỉ có 1 triệu thôi. Để các bác cùng chơi 1 triệu nhá, để các bác cùng sưu tầm và các bác cùng quay trở lại với thời kỳ 7x 8x để các bác trải qua những cái thời kỳ ký ức của về chiếc đồng hồ này nha các bác nhá. Mã số 46 để các bác 1 triệu thôi ạ. Quá là đẹp luôn. Mã số 46. 1 triệu thôi ạ. Size mặt đang là 38, vỏ thép inox, 3 kim có 2 ô click này các bác này. Bền bỉ với thời gian. Thứ nhất thì yêu anh là Seiko này, thứ hai mới đến là Bozo cá vàng này các bác ạ. Nói chung là những năm thập niên 7x 8x có chiếc đồng hồ Seiko nó là một cái đẳng cấp rồi. Một đẳng cấp rất là đẳng cấp rồi các bác nhá. Rồi quay trở lại với tiếp tục mã số 47. Em đây các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Tugarit các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Tugarit với thương hiệu cũng rất chi là quen thuộc với tất cả các bác này. Một mẫu đồng hồ được thiết kế mặt vàng mỡ gà chảy tia, được đính cho các bác 3 viên đá các bác nhé. Đính 3 viên đá góc 6 giờ, góc 9 giờ và góc 12 giờ. 3 kim có 2 ô click. Đấy các bác này. Chiếc này chạy bộ máy cơ auto 25 chân kính các bác nhé. Máy zin nguyên bản có tí mộc mạc theo thời gian rồi các bác ạ. Thân vỏ thì được bọc vàng. Chiếc này thì khả năng mạ vàng thôi. Hàng những năm 80, 85 chỉ em nghĩ chỉ lắc kê vàng thôi. Lắc kê vàng các bác nhé. Hàng lắc kê vàng mã số 47. Size mặt chiếc này đang là 36 các bác nhé. Size 36, một mẫu đồng hồ Tugarit đến từ Thụy Sĩ, chạy máy cơ auto. Các bác nhìn thiết kế giống rất là giống những các cái mẫu Zado. Nói chung là những năm thập niên 8X thì đều là dùng chung như kiểu dùng chung cái máy này là rất nhiều này, cộng thêm một cái form Zado, form Gold Star này rất là nhiều luôn các bác nhá. Mã số 47 thôi thì để các bác cùng chơi chiếc này cơ auto. Máy thì cũng lên màu thời gian rồi, để các bác cùng chơi 1.800.000 các bác nhá. 1.800.000 trong chiếc đồng hồ Tugarit đến từ Thụy Sĩ cơ auto. Đấy, các bác có thích với cái form cổ điển như này, thích với cái form Zado như này thì các bác chơi em này cũng được. Nói chung là rất là ok luôn. Tổng thể còn đẹp, mỗi cái quả văng của máy này nó bị hơi han chút xíu thôi, nhưng mà không hiểu gì đâu các bác ạ. Đồng hồ đã lau dầu căn chỉnh cho tất cả các bác rồi, các bác về sẵn đeo thôi. Về sẵn đeo thôi các bác nhá. Được cái đính 3 đính 3 viên đá rất là ok luôn các bác ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Tugarit automatic 3 kim 2 ô click.
1.800.000 lên cho em mã số 47 nhé. Đồng hồ Thụy Sĩ những năm 8X, giá chỉ có 1.800.000 thôi. Auto Thụy Sĩ mà bây giờ các bác mua được 1.800.000 thì mua một được 1.000.000X hay gọi là dưới 2 triệu thì quá là ok rồi các bạn. Ngon bổ rẻ. Máy thì là máy bền. Đấy chính là mã số 47 nhé. Mã số 47 để các bác là 1.800.000 đồng. Tiếp tục em đem các bác một chiếc mã số 48 nhé. Mã số 48 lại về cho các bác một mẫu đồng hồ mang thương hiệu Versace các bác nhé. Một mẫu đồng hồ Versace để các bác làm quà tặng cho chị em phụ nữ nhân ngày đầu năm mới này, và cũng như là tặng các thành viên gia đình mình nhé. Một mẫu đồng hồ Versace chạy máy pin. Chứ là chạy máy pin của Thụy Sĩ các bác nhé. Pin của Thụy Sĩ hay gọi là chạy bộ máy pin Honda đây các bác ạ. Versace này, thân vỏ mạ vàng, thấy chưa ạ? Thân vỏ mạ vàng nhá, đẹp lắm. Chiếc này đẹp, các bác làm quà tặng rất là tuyệt vời luôn. Size 39 nha các bác nhé. Các bác tặng các bác gái hay các bác mua về tặng các thành viên gia đình mình rất là ok. Cái máy pin Thụy Sĩ rất là bền luôn, nước lôi thoải mái. Nói chung là hàng đời mới này các bác, hàng đời mới chưa sử dụng lần nào thì nước lôi ok. Mã số Versace đang là mã số 48, giá vẫn không đổi để các bác là 1.500.000 đồng nhé. 1.500.000 đồng với một chiếc mã số 48 mang thương hiệu Versace. Mặt còn có quả logo Medusa, biểu tượng đặc trưng của nhà Versace. Mặt thì màu này màu kiểu màu xanh chuối, rất là nhẹ nhàng luôn. Kết hợp với màu vàng nhìn rất là nhẹ nhàng, tình cảm dịu dàng, trẻ trung nữ tính, nam tính, nữ tính. Versace màu hồng nữ tính, màu xanh cũng có tí nữ tính, cá tính. Để các bác cùng chơi là 1.500.000 đồng. Một mẫu đồng hồ Versace chạy máy pin của Thụy Sĩ. Độ mới lên 99%, cho nên các bác mua về làm quà tặng thoải mái các bác nhé. Tặng người yêu, tặng người thân, tặng người thương, tặng cho thành viên gia đình mình. Được chưa ạ? Giá chỉ có 1.500.000 đồng mà thôi. Lên cho em mã số 48. Được cái phiên bản này, phiên bản là mạ vàng toàn thân mà có thêm quả Medusa đằng sau logo, là kính thì kính sapphire này, chạy máy pin Thụy Sĩ kính sapphire cong luôn các bác nhá. Giá giao lưu cùng tất cả các bác giá chỉ có 1.500.000 thôi. Chưa dùng lần nào luôn, em còn chưa bóc siêu luôn ở cái khóa này, cho nên là các bác dùng thoải mái, mua về các bác mua về làm quà tặng rất là tuyệt vời luôn, mới tinh mà các bác. Tiếp tục em đem các bác một chiếc mã số 49 nhá. Mã số 49 em đem các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Orient, mặt lên các bác một chiếc mặt Orient, mặt màu cà phê, đẹp quá các bác ạ. Chạy một bộ máy cơ tu của Nhật các bác nhá, máy Japan. Thân vỏ thì được mạ vàng, dây vỏ khóa nguyên zin, được chưa ạ? Em nghĩ là khóa zin thôi, dây không zin đâu ạ. Siêu này là người dùng dán vào để cho nó mới thôi, họ đeo cho đỡ bị xước, người dùng cẩn thận đấy ạ. Size ngang đang là 41, mặt màu cà phê, ba kim, có một ô cửa lịch. Thân vỏ mạ vàng đáy thép inox, mang thương hiệu Orient, được chưa ạ? Giao lưu cùng tất cả các bác cùng chơi chiếc này thì vẫn là 1.500.000 đồng các bác nhé. 1.500.000 một mẫu đồng hồ Orient Bambino chạy máy cơ auto đến từ Japan các bác ạ, mã số 49. Giao lưu cùng các bác giá chỉ có 1.500.000 thôi. Bảo hành các bác, máy móc bảo hành các bác chuẩn chỉ. Màu trắng, màu xanh, màu đen rất nhiều, nhưng mặt màu lâu cà phê này rất là hiếm các bác nhá. Mặt hiếm lắm. Phiên bản thời trang, phiên bản đời mới, ai đeo cũng đẹp, cũng trẻ trung luôn. Bác nào hợp mệnh mộc chẳng hạn, hay bác nào hợp mộc lâu, bác nào chốt chiếc này thì quá là tuyệt vời rồi. Chọn được chiếc đồng hồ đẹp ưng ý đã khó rồi, để chọn chiếc được một chiếc đồng hồ gọi là mặt màu mặt hợp phong thủy với của mình thì nó lại là càng hiếm nữa. Một 1.500.000 đồng mã số 49 để giao lưu cùng tất cả các bác nhé. Tiếp tục giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo mang mã số 50. Mã số 50 em đây các bác một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ này các bác này. Mặt đỏ huyết các bác nhé. Mặt đỏ huyết đó, chiếc này thì lên sale cho các bác thôi.
chiếc này thì có lên một phiên rồi. Có bác chốt nhưng mà thật sự các bác lại uy tín giữ cọc cho giữ hàng cho các bác mà đến hôm sau gọi điện không lên máy rất là buồn luôn các bác ạ. Thứ nhất là rất mất thời gian, thứ hai lại rất mất công mất sức của bên em line xong rồi cao chốt cho các bác toàn uy tín giữ hàng của các bác rồi giữ lại cho các bác 1-2 ngày rồi xong cũng không thấy đâu lấy được cái không thèm bảo luôn đó. Đây là em chỉ gì nói chung chung thôi nhưng mà em không muốn điểm mặt chỉ tên đây thì tự nhiên anh em mất quý, cho nên là em chỉ bảo các bác là các bác cứ cân nhắc trước khi chốt các bác nhé. Các bác vui lòng mua lần đầu vui lòng cọc giúp bên em, còn quen rồi thì thoải mái đi các bác ơi. Và một khi đã chốt giữ hàng rồi thì các bác có trách nhiệm với cái chốt của mình một chút xíu để cho bên em đỡ bị mất công mất thời gian, được chưa ạ? Bán được một chiếc đồng hồ đã khó rồi, bây giờ mà lại còn gửi được cho các bác để các bác nhận hàng còn khó nữa. Quay vào ô hoàn thì thật sự các bác nó lại quay vào ô 15 ngày mới hoàn về đến bên em. Tự nhiên chiếc đồng hồ được đi du lịch 15 ngày. Mã số 50 các bác nhé, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chạy máy cơ auto, mặt đỏ huyết 3 kim có hai ô cửa lịch các bác này. Xe ngang là 36 các bác nhá, một đồng hồ Thụy Sĩ. Mặt đỏ đô đỏ mận rất là đẹp luôn. Giao lưu của các bác giá chiếc này sale cho các bác hôm nay sale các bác giá được 1 triệu 8 thôi. 1 triệu 8, phiên trước thì bán 2 triệu đấy ạ. Đây để các bác 1 triệu 8 thôi. Như kiểu xả bom để các bác 1 triệu 8 nhá. Cơ auto vỏ thép được cái kính chạy đẹp độc. Kính mà các bác nhìn này mài vát bên trong, hoa văn bên trong nha các bác nhá. Hai ô cửa lịch góc 3 giờ. Có logo, máy cũng logo luôn, đầy đủ rõ ràng chi tiết. Khóa em sẽ thay khóa cho các bác, khóa đang là khóa màu vàng thay các bác luôn. Một mẫu đồng hồ mang thương hiệu em thấy có cái logo này. Vừa ở máy quên không đọc thương hiệu. Màu đỏ các bác nhá, mặt màu đỏ mận, màu giống cái màu nền của em này. Được chưa ạ? Để các bác nhìn này, hai màu rất là giống nhau luôn. Size 36 vỏ thép inox, rất là bền mà rất là đáng sưu tầm. Để giao lưu cùng các bác giá chỉ có 1.800.000 thôi các bác nhá. 1 triệu 8 thôi, lên cho em mã số 50. Rất vui khi được giao lưu với các bác khác. Mã số 50 để các bác cùng chơi. 1.800.000 đồng. Xe 36 nó thân vỏ thép inox. Để các bác giá chỉ có 1 triệu 8. Automatic Thụy Sĩ. Tiếp tục em lên các bác một chiếc mã số 51 nhá. Mã số 51 này. Lên các bác một chiếc đồng hồ mặt bản đồ nhá. Đây các bác ơi. Lên các bác một chiếc đồng hồ mặt bản đồ này. Chạy bộ máy cơ auto hàng nhà Citizen. Được chưa? Các bác này, Mizuta Citizen này. Japan 21G. Mặt bản đồ Citizen các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Citizen đến từ Japan, đến từ Nhật Bản. Size mặt đang là size 40. Và chiếc này cũng là sale cho các bác này. Sale cho các bác chiếc này nhá, 1.300.000 thôi các bác ạ. Ở chiếc này là sale. Sale tạm biệt năm cũ, chào năm mới để các bác 1.300.000 đồng thôi. Cơ auto của Nhật xịn luôn, được chưa? Mặt được quả địa cầu, đông tây nam bắc đầy đủ hết. Vỏ thép inox. Dây không zin, được chưa? Khóa không zin nữa, em nghĩ dây zin nữa, khóa không zin. Khóa Seiko, được chưa? Ở để giá rẻ cho các bác, cơ auto size 40 thì các bác chơi không chơi chiếc này thì hơi phí, giá chỉ có 1.300.000 đồng thôi. Đó các bác này, mặt độc lắm, mặt quả địa cầu rất độc luôn. Hàng sưu tầm dành cho các bác nào chơi, mã số 51. 1.300.000 đồng thôi, sale cho các bác cùng chơi nhé. Các bác diện chơi Tết chẳng hạn. 1.300.000. Mã số 51. Một triệu 300.000 đồng.
đồng hồ Citizen mặt quả địa cầu, cơ auto, được chưa ạ? Giá chỉ có 1.300.000 đồng mà thôi. Size 40, thân vỏ thép inox, mã số 51 giúp em. Để các bác quan tâm nhé, mã số 51 nhé. Tiếp tục mã số 52 các bác ơi. Một chiếc đồng hồ chạy máy pin chính hãng mang thương hiệu Olympialus các bác nhé. Kính sapphire nguyên khối, thân vỏ thép inox. Một chiếc này được cái form đẹp quá, mặt như kiểu mặt vi tính ấy. Form đẹp. Size 36 các bác nhé. Form như kiểu là form Rolex mặt vi tính ấy các bác nhé. Đây các bác này. Đó, form như Rolex luôn. Đây là kính sapphire, hàng chính hãng cho nên là các bác dùng nó bền lắm. Size 36 luôn, toàn thân là thép inox luôn. Lúm zin, dây vỏ khóa nguyên zin. Cơ pin biên chính hãng, kính sapphire. Được đính thêm 11 viên đá các bác nhé, 10 viên đá. Được đính cho các bác thêm 10 viên đá ở các cái cọc số từ 1 đến 11. Chiếc này hàng chính hãng các bác nhé, để các bác 1.200.000 đồng thôi. Hàng chính hãng đấy ạ, để các bác 1.200.000 thôi. Mã số 52. Mã số cuối phiên đồng hồ, à còn chiếc đồng hồ nữa sẽ lên sóng nốt. Mã số 52 các bác nhé. Giá chỉ có 1.200.000 thôi. Vừa bán vừa giao lưu vừa kỷ niệm tri ân cho các bác phiên cuối năm. Hy vọng sang năm mới sẽ được các bác chốt nhiều đơn hơn nữa. Thì mới có kinh phí để mà lặn lội đấu giá đi mò mẫm mua về để giao lưu cùng tất cả các bác. Những cái mẫu đồng hồ độc dị lạ, những cái mẫu đồng hồ ngon bổ rẻ, những cái mẫu đồng hồ mà chính hãng mà các bác đang quan tâm, thì bên em sẽ đi mò mẫm cũng như đi làm hết sức có thể để giao lưu cùng tất cả các bác những cái mẫu đồng hồ độc đẹp dị lạ nhất, được chưa ạ? Giá tốt nhất. Mã số 52 để các bác 1.200.000 đồng thôi. Chiếc này mà chính là chiếc này mà quay các bác mua ở trong showroom chính hãng rất là giá rất đắt luôn. Chiếc này còn chính hãng nhưng các bác mua được hàng lướt nhé. Mua hàng lướt thì giá rất là rẻ luôn. 1.200.000 giá chỉ bằng 1/3 đến 1/4 giá hãng thôi. Để các bác quan tâm nên check mã số 52 nhé. Rồi tiếp tục lên trang mã số 53. 53 là mã số cuối cùng ngày hôm nay. Em đang mang một chiếc đồng hồ mang thương hiệu này các bác này. Đây em nghĩ đây là một phiên bản kỷ niệm dành tặng cho hãng rượu Chivas Regal này. Hộp nguyên zin có còn hộp nhá. Đây các bác này, vỏ chiếc đồng hồ đấy đây. Đây các bác này. Một người đang cưỡi ngựa này. Có chữ Chivas này. Chivas đó. Regas. Em nghĩ họ tạo cái điểm nhấn ở đây là họ để chữ C ở đây. Là họ để chữ Y này như kiểu là 12 giờ ấy các bác. Đó. Chiếc này có xe mặt hiện tại đang là size 33 các bác nhá. Size 33, thân vỏ bọc vàng toàn thân, đến từ Thụy Sĩ. Đây, máy đây các bác ơi. Phiên bản nội địa đây các bác này. 10 micron nha các bác nhá. Made in Switzerland, được chưa ạ? Chạy bộ máy có tay, đến từ Thụy Sĩ. Nó lên có cái là chạy luôn. Size 33, vỏ bọc vàng toàn thân, mặt mỡ gà chảy tia, một kim rốn nha các bác nhá, hai kim rưỡi, khăn gọi là hai kim rưỡi các bác nhìn này, mặt chảy tia, thân vỏ bọc vàng toàn thân nhá, cộng thêm quả các cái cọc số họ thay bằng chữ cái ký tự rất là độc dị lạ luôn. Em làm đồng hồ 35 năm, bây giờ em thấy chiếc đồng hồ Chivas là chiếc đồng hồ đầu tiên, được chưa? Chivas như kiểu tên là hãng rượu, anh em mình uống rượu nhiều, anh em biết là Chivas là rượu rồi. Đó, rượu Chivas là rượu Tây. Được chưa? Em nghĩ đây là một phiên bản kỷ niệm rượu Chivas chẳng hạn. Cứ cho là như thế đi các bác nhé. Nhưng mà nó vẫn sẽ là một chiếc đồng hồ phiên bản kỷ niệm đấy các bác ạ. Bởi vì sao lại là kỷ niệm? Vì là nó phải kỷ niệm thì nó mới in lên, nó mới làm cái đồng hồ. Hoặc cũng có thể là Chivas đặt hàng đồng hồ để làm một số quà tặng cho các khách VIP, khách hàng VIP của mình. Được chưa? Em nghĩ là như thế, đa số sẽ là như thế các bác nhé. Một mẫu đồng hồ Chivas Regal
chạy máy cót tay 2,5 kim được chưa ạ? Xe 33 thân vỏ bọc vàng còn mới và đẹp lắm, chiếc này mới đẹp, lo phát thì sáng bóng luôn. Đây các bác ơi, lau nhẹ thôi mà đã bóng rồi. Thêm cái khăn lau vàng nữa thì nó lại càng bóng nữa. Một chiếc đồng hồ siêu tầm, một chiếc đồng hồ để các bác siêu tầm, các bác bày tủ cũng đẹp mà các bác đeo cũng đẹp luôn, độc lạ luôn, không ai có luôn các bác nhá. Các bác tìm một chiếc thứ hai hơi khó luôn. Những chiếc đồng hồ Omega thì rất nhiều trên thị trường, hay những chiếc đồng hồ Nga, chiếc đồng hồ Seiko thì rất nhiều. Nhưng mà để mà kiếm được một những chiếc đồng hồ mà phiên bản kỷ niệm không giống nhau, không giống ai như này rất hiếm các bác ạ. Các bác có thể về để tủ này, về đeo này, rất là độc dị lạ luôn. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhá. Nguyên hộp mới tinh, được chưa ạ? Để các bác cùng chơi giá bên em rơi về giá là 3 triệu nhá. 3 triệu các bác ạ. Giá không hề rẻ chút nào. Nguyên bọn em đi mua cũng đã bị đắt rồi. Bởi vì nó là hàng siêu tầm. Giữ được cái hộp này không đã, cái hộp này vài trăm nghìn rồi. Được chưa ạ? Nhưng mà để đồng hộp Omega Long Zin rất nhiều. Nhưng mà để mà cái hộp chi phát đi gần theo đồng hồ như này thì nó lại là nó chỉ thuộc với chiếc đồng hồ này thôi. Được chưa ạ? 3 triệu thôi. Lên cho em mã số 2 à, mã số 53. Các bác quan tâm nha các bác nhá. Một chiếc đồng hồ siêu tầm đấy ạ. Các bác lên siêu tầm chiếc đồng hồ này. Độc dị lạ, bảy tủ cũng đẹp, bảy nguyên cả hộp vào đấy cũng đẹp luôn. Để cạnh một chai Chivas nữa thì nó phải gọi là trên cả tuyệt vời luôn các bác nhá. Nhà các bác có Chivas 18, Chivas 12, 18, Chivas 36 các kiểu thì các bác để cạnh chiếc đồng hồ này nó tôn vinh lên rất nhiều và nó một cái gì đấy rất là kỷ niệm. 3 triệu lên cho em mã số 53. Bọn em nhập đã cao rồi, bắt buộc phải giao lưu cao cho các bác nhá. Nói chung là giá đấy là giá hợp lý rồi, không phải quá cao đâu. Cái hộp không nó vài trăm nghìn cộng thêm một chiếc đồng hồ, các bác đi mua một chiếc đồng hồ cót tay bọc vàng toàn thân bình thường đã 2 triệu mấy rồi. Rồi em lên các bác đồ trang sức ngày hôm nay, em lên các bác một mẫu vòng tay bạc, các bác nhá, một mẫu lắc bạc để cho các bác mua về làm quà tặng này. Em thấy được đính rất nhiều đá nhá, viên chủ này, viên chủ rất to, có thêm một hàng đá chạy xung quanh. Thì cái này mẫu này để các bác mua về làm quà tặng nhá. Đó nó đang bị đen là do thời gian, các bác thích thì em sẽ đánh bóng cho các bác, đánh trắng cho các bác để các bác làm quà tặng cho bác gái, làm quà tặng cho thành viên gia đình mình thì ok, các bác cứ bảo em sẽ làm mới cho các bác, hoặc các bác có thể mua về các bác ra vào tiệm họ rửa sạch cho các bác, giá thì mất chỉ mất 10-20 nghìn thôi, cùng lắm là 20 nghìn, không chỉ mất 10 nghìn thôi các bác nhá. Một sợi dây bằng bạc được đính phun đá to luôn các bác nhá, đá cực kỳ to luôn. Đó, viên chủ 9 ly này, viên nhỏ là 5 ly, sắp xỉ 5 ly được chưa ạ? Một mẫu lắc tay dành cho trẻ phụ nữ, độ dài độ dài đang là 15 thôi các bác nhé, 15 thôi các bác ạ. Dây nữ mà các bác mua về làm quà tặng nhé. Để các bác cùng chơi sợi dây này, bên em đang giao lưu với giá là 600.000 nhé. 600.000. Thật sự các bác là tiền công nó đã 600.000 rồi, nếu mà các bác đi mua mới. Để mà làm lên một cái sợi dây này, tiền công vàng mất hơn triệu, công bạc mất vài trăm nghìn rồi. Thôi thì mình mua cũ thì mình rẻ được cái tiền công đánh. Rẻ hơn được vài trăm nghìn thì cũng là ok mà các bác. Các bác được chọn được cái mẫu ưng ý mà giá lại tốt, hợp lý, đang sử dụng bình thường thì tội gì mà không nên chơi. Còn để các bác giá chỉ 600 nghìn thôi, các bác làm quà tặng nhé. Làm quà tặng một cái lắc tay rất xinh xắn luôn, rất là nhiều đá sang trọng lấp lánh luôn. Được chưa ạ? Mã số lắc tay nữ 600 nghìn đồng. Vừa bán vừa kỷ niệm các bác này. Tiếp tục này. Em đây các bác một cái hộp đựng Zippo nhé. Một cái hộp đựng hay gọi một cái đai đựng bật lửa Zippo để các bác đựng cài cặp quần này, cài ở cái thắt lưng quần nhá. Một cái mẫu Zippo, đựng Zippo của Mỹ. Dày dặn chắc chắn, hàng Mỹ xịn luôn các bác nhá. Bảo hành các bác luôn, hàng Mỹ xịn. Mình cái khâu này làm đã chắc chắn rồi. Các bác để cái Zippo ưng ý của các bác vào đây, các bác hút thuốc. Để Zippo ở đây. Đây gài Zippo ở đây. Họ đã thiết kế rồi thì cứ thế mà sử dụng thôi. Lên giao lưu với tất cả các bác một cái mẫu túi đựng Zippo
để các bác cùng chơi giá. Bên em đang giao lưu với giá là 400.000 các bác nhé, 400.000. Và các bác nào đang dùng Zippo thì các bác chơi em này, hoặc dùng đu bông cũng để vừa đấy ạ, để vừa đu bông đấy, đu bông ngắn nhé, đu bông một nai ạ, đu bông hai nai thì em sợ cao nhưng mà em nghĩ là cũng vừa hết. Các bác cứ đo vào cái Zippo để nó cân bằng nhau thì để vào đây được thoải mái luôn. Dắt ở cặp quần, dắt ở thắt lưng quần rất là đẹp, cổ điển nữa. Đó, để các bác giá chỉ có 400.000 thôi. Lên cho em mã số khối lượng Zippo nhé, 400.000. Nếu mẫu này thì về trong lô, em đấu một lô thập cẩm về trong lô thì em giao lưu cùng các bác thôi nhé. Rồi, tiếp tục lên các bác một chiếc nhẫn này. Em lên các bác một chiếc nhẫn nhé. Thôi lên các bác một cặp nhẫn đi, lên các bác cả cặp đi cho nhanh. Em lên các bác một chiếc nhẫn bạc thái này, một chiếc nhẫn bạc thái nhá. Chất liệu bạc sẽ là 925. Một mẫu nhẫn bạc thái 925. Size nhẫn là size 19 các bác nhá. Size 19 có xoáy được các bác, xoay xoáy thoải mái luôn. Size nhẫn 19, bác nào tay 19 đeo cực đẹp luôn. Giá bên em đang giao lưu với giá là 600.000 nhá. 600.000 cho chiếc nhẫn xoay. Thỉnh thoảng buồn buồn các bác xoay xoay rất hay luôn. Nói chung là tạo ra một cái gì đấy gọi là buồn tay, đỡ buồn tay. Rồi tiếp tục đếm đo bản chiếc này nhá. Nhiều bác cần đến đo bản. Bản này bản nhỏ thôi, bản này chỉ có 7 ly thôi. Bản 7 ly thôi bác nhá, nhưng mà nó đẹp. Nó đẹp và nó thiết kế một cách công phu tỉ mỉ. Chất liệu bằng bạc thái, bạc nguyên chất, bạc 925. Hoa văn Medusa rất là đẹp luôn. Size 19 nhá. Tiếp tục em lên các bác một mẫu nhẫn Cuban, một nhẫn Cuban các bác ạ. Chiếc nhẫn này thì size hơi to, nhẫn size 20. 19 à? Có đúng 19 các bác ạ. 20. Chiếc nhẫn này đang là size 20 các bác nhá. Một mẫu nhẫn Cuban. Đó các bác ạ, bác nào tay 20 đeo đẹp lắm. Trẻ trung, đính rất là nhiều đá luôn. Các bác nào có thêm một cái vòng tay Cuban thì đeo chiếc nhẫn này thì ăn ý lắm, khớp ý lắm. Để các bác là 800.000 nhá. 800.000 ạ. Để các bác cùng chơi là 800.000. Lên cho em mã số nhẫn Cuban, mã số nhẫn Thái và mã số nhẫn Cuban nhá. Để các bác quan tâm lên cho em mã số nhẫn 1 đi, 600.000. Mã số nhẫn 2, 800.000 các bác nhá. Hoa văn Medusa cộng thêm một cái vòng bi trượt rất là độc di lạ luôn. Size 19 bác nào đeo vào thì trên cả tuyệt vời. Chất liệu bạc 925. Chiếc này thì 800.000 nha các bác nhá. Nhẫn Cuban. Đính phun đá. Hey, khi mà các bác dùng thời gian các bác rửa vào nó sẽ trắng trắng sáng như này nhá. Các bác giờ bảo tiệm họ rửa cho chắc mất 10.000 thôi. Được chưa ạ? Nhiều bác mồ hôi muối thì các bác đeo nó hay bị đen nhanh hơn các bác mồ hôi bình thường. 800.000 lên cho mã số nhẫn Cuban. Tiếp tục em các bác một sợi dây. Đó, một sợi dây bạc 925 bạc ý nhá các bác nhá. Bạc ý chiếc này là chưa được xi vàng. Đó, Italy đấy các bác ơi. Sợi dây này đang nguyên mộc, em chưa đi xi vàng đâu. Mọi phiên này em lên mấy mẫu xi vàng. Thì phiên này em để mộc cho các bác để các bác biết nó màu mộc như nào, màu xi vàng như nào nhá. Xi vàng vào thì các bác đeo được thoải mái về thời gian, không bao giờ bị đen. Chỉ bị bẩn thôi. Còn bạc này thì bác nào phải hợp với bạc thì đeo là mới trắng. Còn các bác nào không hợp thì đeo sẽ bị đen. Bị đen nhiều khi là các bác ra bảo tiệm. Các bác ra bảo tiệm họ xì cho 1 phút 3 giây nó là trắng sáng, trắng tinh luôn. Còn không thì các bác tự mày mò, tự cách làm trắng sạch những cái đồ trang sức bằng bạc. Ví dụ các bác lên Google check thì thoải mái luôn. Được chưa ạ? Em lên các bác cùng chơi sợi dây này, sợi dây này nhá. Để các bác là 1.200.000 thôi ạ. 1.200.000 thôi. Một sợi dây bạc ý với độ dài dây đang là đợi em nhá.
sợi dây lại tầm 60 đấy các bạn. Sợi dây là 60 nhá. Chùm đầu thoải mái, giá chỉ 1.200.000 đồng thôi. Chùm đầu thoải mái, dây dài 60. Các bác về kết hợp một cái mặt nhỏ, hoặc các bác cứ chốt, em sẽ gửi mấy mẫu mặt nhỏ nhỏ xinh xinh bên em về, toàn mặt ngoại bên em cũng có. Thì các bác cứ chốt sợi dây này, thì các bác cần đến mặt nữa thì các bác cứ bình luận, các bác cứ kết bạn Zalo rồi bảo em sẽ gửi ảnh cho các cái mẫu mặt nhá. 1.200.000 sợi dây bạc Ý Italy, được chưa? 1.200.000 đồng, chưa xi vàng trắng các bác nhá. Hoặc các bác thích vàng trắng em lại xi cho vàng, các bác vàng trắng lại mất thêm tiền, lại mất mấy trăm nghìn tiền xi, thật sự các bác cũng đắt phết đấy. Để các bác để ý những cái mẫu xi em bán toàn 1.500.000, 1.600.000 mà, còn không xi để các bác 1.200.000 thôi. Anh nên tiếp tục các bác một mẫu mặt này, một mẫu mặt dây chuyền nhá, một mẫu mặt dây chuyền thiết kế rất là độc đáo này. Mặt sau một mặt là lữ hoàng Elizabeth này, à lữ hoàng Liberty này. Mặt sau nó sẽ là, mặt sau sẽ là đại bàng của Mỹ nhá. Đại bàng của Mỹ. Với đường kính đang là 40, được chưa ạ? Đường kính là 40 nhá. Để các bác cùng chơi cái mặt này, để các bác về sưu tầm, về đeo nhá. Các bác đeo để chơi, đeo để thay đổi với thiết kế, với kết hợp với quần áo phụ kiện của mình thôi. Chứ còn để mà giá trị về kinh tế thì không có, chỉ có giá trị sưu tầm thôi. Độc dị lạ không ai có. Để các bác cùng chơi, giá chỉ có 500.000 thôi các bác nhá. 500.000 thôi. Lên cho em mã số mặt dây chuyền, mặt to đấy các bác nhá. Nguyên cái đồng xu này các bác đi mua mấy trăm nghìn rồi, cộng thêm họ thiết kế công phu dày công thiết kế như này, xứng đáng 500.000, được chưa? Độc dị lạ các bác đeo. Về kết hợp một cái dây nhỏ đeo rất là tuyệt vời luôn. 500.000 lên cho em với mã số mặt dây chuyền mạ vàng, đồng xu mạ vàng, đồng xu Mỹ mạ vàng. Mã số mặt đồng xu. Tiếp tục một món trang sức cuối cùng ngày hôm nay, giao lưu cùng các bác một món trang sức cuối cùng nhá. Siêu phẩm đấy các bác ạ. Đây các bác ơi, em cho các bác một cặp bông tai nhá. Một cặp bông tai, hai viên kim cương, được chưa? Chất liệu sẽ là vàng 18K. Vàng 18K các bác nhá. Hàng ngoại luôn. Đây em lên trước, em lên một cái thôi nhá. Anh em một cái thôi, bởi giống nhau mà. Vàng 18K và được đính một viên kim cương xấp xỉ 5 ly. Xấp xỉ 5, rơi vào 4 ly 7, 4 ly 8 gì đó, em cũng không nhớ rõ lắm đâu, nhiều quá. Nó có lửa luôn các bác nhá. Thì cái mẫu này là mẫu được trang bị hàng ngoại, cũng như là được trang bị vàng 18K. Mà 18K cũng không đáng kể đâu, nhưng mà đắt viên kim cương này. Viên này thị trường phải hơn chục triệu đấy các bác ạ. Hiện tại viên này đang là 4 ly 7, 4 ly 8, sắp xỉ 5 ly, nói chung là con khoảng đấy. Đấy các bác nhìn này, lửa này. Sổi ôi. Một viên kim cương lửa mạnh các bác nhá. 4 ly 8 đi, gọi là 4 ly 8 đi. Các bác cứ chốt sẽ ra giấy kiểm định cho các bác. Được chưa ạ? Ra giấy kiểm định các bác luôn. Đây một cặp đây. Các bác mua lẻ cũng được mà mua cả cặp cũng được. Đấy, các bác thích chơi cả cặp em cũng bán. Các bác mua lẻ cũng bán. Cứ 9 triệu một bông nhá. 9 triệu một bông. Đấy, các bác lấy cả cặp thì em sẽ ra lộc cho các bác. Lửa cực mạnh luôn. Sẽ ra giấy kiểm định cho các bác, được chưa ạ? Hai viên đều là viên xấp xỉ 5 ly. Có lửa mạnh. Còn độ trắng nước D thì không có, nhưng cũng phải tầm thuộc top 2. DEF thì không có, nhưng phải tầm GH gì đó. Thì các bác cứ chốt em sẽ ra giấy kiểm định cho các bác. Được chưa ạ? 9 triệu một bông. Hầu như là bán viên kim thôi các bác nhé. Có thêm tí vàng 18K cũng là cái
để các bác này, các bác về về các bác gái là làm cặp này thì quá tuyệt vời luôn. Hoặc các bác có thể mua cặp này để các bác về 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 đánh nhẫn này hay về làm nhẫn thì tùy các bác, nói chung là tùy các bác thôi. Em bán cứ 9 triệu một cái, các bác cứ chốt thì cả cặp thì phích lộc cho các bác, còn không thì cứ 9 triệu một cái, bao ra giấy kiểm định cho các bác luôn, được chưa ạ? Một cặp bông tai ngoại 18k, vàng 18k với viên kim xấp xỉ 5 ly. Đó, lên giao lưu cùng tất cả các bác nhé. 9 triệu. Rồi, quay trở lại với phiên kính ngày hôm nay. Em lên các bác một chiếc kính sổ hạc mới về. Phê lắm các bác ạ. Một chiếc kính nam cũng được, nữ cũng ok. Em nghĩ chiếc kính của nữ nhé các bác nhé. Các bác nhìn này. Một chiếc kính kỷ niệm nữ hoàng Elizabeth này các bác này. Elizabeth nữ hoàng, trời ơi. Size kính đang là 53, cầu kính đang là 16, chuôi kính đang là 140. Một chiếc kính Elizabeth. Các bác nhìn này. Họ đang bán là 58.000 yên, rơi vào tầm 11 triệu đấy các bác nhá. 11 triệu. Rơi vào tầm 11 triệu. Ngang kính đang là 133 à 131 các bác nhá, là 131, được chưa ạ? Một chiếc kính Elizabeth. Nam cũng được, nữ cũng ok. Được chưa ạ? Đây. Queen 2 Elizabeth này. Giá tại Nhật đang là 58.000 yên. Đây tại sao các bác ơi? Em chỉ bán trước này, em chỉ bán giá vàng thôi. Các bác này. Các bác nhìn chữ K18 không ạ? Em đấu về thật sự các bác nó cũng là một cái buồn đấy ạ. Em tưởng nó là vàng cả gọng cơ. Thực chất nó chỉ là một cái đầu này bằng vàng thôi. Đầu này các bác tháo được nhá. Đó, các bác xoáy ra tháo được. Điểm thêm một chút vàng 18k ở đây thôi. Đó. Em cân cái vàng lên này nó tầm 3 phân vàng rồi. 3 phân vàng và nhân với vàng 18k bây giờ tính rẻ 5 triệu một chỉ. Vàng 24k, vàng SJC bây giờ lên đến 80 triệu một cây rồi, 88 triệu một chỉ rồi. Thì vàng 18k chắc chắn phải là hơn 5 triệu một chỉ. Đó, các bác cứ lên Google check các bác sẽ biết. Google check thì là chỉ sẽ ra cái giá buôn, nhưng mà chắc chắn sẽ phải loanh quanh tầm đầu năm. Được chưa ạ? Nhưng mà đây là một tác phẩm, đây là một thành phẩm rồi. Chỉ có một tí vàng đây thôi, nhưng mà cũng tầm 3 phân vàng 18k và 1,5 triệu rồi. Đó, tầm 1,5 triệu tiền vàng thôi. Thôi, để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. Để các bác cùng chơi chiếc kính này này. Em để các bác 1,6 triệu thôi. 1,6 triệu thôi. Em bao các bác cái mẫu này bằng vàng nhá, cái đầu này bằng vàng. Chắc chắn sẽ phải là tầm 2 phân vàng, 2 phân rưỡi vàng cho đến 3 phân vàng, được chưa ạ? Bán các bác 1,6 triệu chiếc kính này. Bán cái viên vàng đi thôi, tặng kính. Bán cái cục vàng tặng kính. Bây giờ mà xoáy cái vàng này ra tự nhiên vứt đi cái kính, em không xoáy. Em để em bán thành phẩm cho các bác. 18k, được chưa ạ? Giá tại Nhật đang là 11 triệu cơ các bác. Các bác tự tin khoe với anh em bạn bè mua cái chiếc kính này là 11 triệu. Có người xách tay bên Nhật về, ví dụ thế. Đâu cũng là đấy, nhờ cách nói chuyện không ai đi thăm dò, không ai đi bảo mình chứng minh cả. Nhưng mà thực chất thì giá trị thật của chiếc kính này đang là 11 triệu giá tại Nhật. Để các bác 1,6 triệu, được chưa ạ? Mã số 36 giúp em. Gọng kính mạ vàng Elizabeth. Các bác gái chơi chiếc kính này, nghe em chơi chiếc kính này tuyệt vời luôn. Rồi tiếp tục em đến các bác một chiếc kính của Duhin này. Một chiếc kính của Đức nha các bác nhé. Hôm nay em lại bày hai chiếc kính Duhin cơ. Ok, em sẽ lên từng cái một nhé. Một mẫu kính Duhin Danhin đến từ Made in Czech Mali. Size kính đang là 58, cầu kính đang là 17 nhé. Chỗ này sẽ là bọc vàng. Chỗ này bọc vàng. Cầu này cũng bọc vàng luôn. Hiện tại đang trang bị một cặp mắt là cặp mắt viễn. Cặp mắt viễn não vậy. Ngang kính đang là một. Ủa chưa, thấy ngang kính to quá. Bác nào có khuôn mặt vừa to chơi chiếc kính này. Ngang kính đang là 50 cơ các bác, đẹp lắm. Một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của London. 52 các bác nhá. 52 nhân với 63 này. Quá đẹp đi các bác ạ. Một mẫu kính Duhin
đến từ Đức. Để các bác cùng chơi 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000. 1.200.000 các bác về lắp mắt gì cũng đẹp luôn. Các bác có thể lắp mắt cận cũng được này. Cận thì em sợ cái gọng này hơi to, nhưng mà lắp mắt viễn ok. Hiện tại họ đang lắp mắt viễn rồi. Viễn này là viễn của Nhật nhá. Viễn này đang trong khoảng tầm 2 độ. Các bác về đeo luôn thì là tuyệt vời. Còn không các bác về phải thay. Hoặc các bác có thể lắp cho một chiếc kính, lắp chiếc kính này lên một quả mắt là mắt nâu trà. Nâu trà rất đẹp luôn các bác ạ. Em thấy rất đẹp luôn. Để bác 1.200.000. Các bác chỉ cần chốt Bảo Duy lắp cho anh cái mắt kính màu nâu trà em đi lắp cho các bác. Hết bao tiền các bác chi trả được chưa ạ? Mất trong khoảng từ 200-300 thôi. Trong khoảng đấy thôi. Lắp cho các bác một cặp mắt nâu trà để các bác đi trời nắng, đi ban ngày rất đẹp luôn. Với cái thiết kế cái form này, màu gọng này, thêm một cái cặp mắt nâu trà đẹp lắm. 1.200.000. Phiên này em không bán 1.200.000 nhá. Phiên sau em lên mắt kính, em bán các bác 1.500.000. Để các bác cứ cân nhắc nhá. Em nói thẳng luôn, các bác cân nhắc 1.200.000 đồng. Một chiếc kính chính hãng mang thương hiệu Duhin, mã số 37 giúp em. Tiếp tục mã số 38 các bác nhá. Em đây các bác một chiếc kính này. Một chiếc kính của mấy của Nhật hay của Pháp. Chất liệu titan chắc của Nhật thôi. Size 52, cầu kính là 16, chiếc kính là 140 các bác nhá. Tại vì sao em lại không chắc chắn là của Nhật hay của Pháp? Tại vì này, các bác nhìn này, titan nó sẽ phải là của Nhật. Tiếp tục lên các bác một cặp mí đổi mồi, chui đổi mồi, đẹp quá các bác ạ. Đó, cách test đổi mồi các bác này. Để em test đổi mồi cho các bác nhá. Em mới về được một lô đổi mồi đẹp lắm các bác ạ. Cũng kiểu như này thôi. Kiểu form có mí như này các bác này. Đồi mồi thì họ sẽ không khoan sâu đâu, họ chỉ khoan một tí này thôi để họ làm thôi. Đồi mồi thì không được phép chuyện tên hãng. Bởi vì là thời bây giờ nó thuộc vật liệu quý, chất liệu quý, động vật quý hiếm. Cho nên là không được phép. Ngang kính đang là 135. Cái bác làm có khuôn mặt vừa và nhỏ thì đeo trên mẫu kính này đẹp lắm. Đồi mồi còn đẹp nhá. Nhiều cái mẫu đồi mồi nó bị ăn mòn rồi là chuyện bình thường. Đồi mồi mà các bác bị mối ăn mòn hay là bị kiến ăn mòn thì đều là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cặp này còn đẹp. Giao lưu của các bác chiếc kính này nhá. Một chiếc kính đổi mồi titan này. Bảo hành các bác đổi mồi xịn nhá. Đổi mồi titan mã số 38. Để các bác cùng chơi 1.300.000 được chưa ạ? 1.300.000 các bác nhá. Size ngang kính đang là 135. Chui kính đang là 140. Size kính 52. Cầu kính là 16. Một chiếc kính đổi mồi đang trang bị một cặp mắt viễn tiếp theo trong khoảng từ 1 độ rưỡi cho đến 2 độ. Bác nào đeo luôn thì đeo được, còn không về thay mắt nhé. Chiếc này thay mắt gì cũng đẹp trừ mắt cận thôi. 1.300.000 bán kỷ niệm các bác đầu năm mới. Tiếp tục đây, em lấy các bác một chiếc kính Duhin tiếp theo này. Đó, hôm nay em lại xếp thì nào lại xếp hai chiếc kính Duhin vào thì thôi thì cũng được, ok, không vấn đề gì cả. Một chiếc kính Duhin được bọc vàng toàn thân, bọc vàng toàn vỏ. Hàng này hàng thời trang nắc kê thôi các bác nhá, em cứ gọi là bọc quen mồm thôi. Đây, Duhin này. Một mẫu kính chính hãng tiếp theo. Với thiết kế cũng rất là độc, lạ bắt mắt. Đang trang bị một cặp mắt viễn dâm. Thì các bác về thay mắt khác nhá. Các bác về lên cặp mắt xanh rau muống cho em vào đây thì đẹp lắm. Ngang kính đang là 143. Đó, 143 các bác ơi. Duhin quá đẹp luôn. Phê quá các bác ạ. Gọng kính đẹp. Chiếc kính này đang giao lưu với các bác cùng chơi là 1.500.000 các bác nhé. 1.500.000 lên trên mã số 39. Các bác về thay cả mắt khác và các bác cứ bảo em thay mắt cho. Em chỉ không thay được cho các bác là mắt cận, mắt viễn thôi. Bởi vì sao? Các bác phải đi đo độ. Mắt thì các bác phải đi đo độ các bác mới đeo được. Còn mắt dâm, mắt dâm mắt màu các bác bảo em đi thay cho. Rồi các bác chỉ cần rơi tiền ra là em rơi kính luôn, đi thay mắt cho các bác, cọc cho em 2-3-5-700 để em đi thay mắt kính cho các bác là tuyệt vời luôn, ok luôn. Mắt gì cũng được, bao tiền thì các bác chi trả, em chỉ lấy công làm lãi thôi, em đi hộ các bác thôi. 1.500.000 mã số 39 nhá. Rồi tiếp tục các bác ơi, mã số 40, mã số cuối cùng chốt phiên ngày hôm nay. Tiếp tục lên các bác một mẫu kính đổi mồi nhé. Mẫu kính đổi mồi đẹp quá các bác ạ. Đây, giới thiệu các bác đổi mồi nguyên chất này. Tại vì sao này?
nó bị ăn mòn này. Đây các bác ơi, đó, hầu như đồi mồi toàn bị ăn mòn thì thật sự rất là buồn với chiếc kính này. Không phải bị dạn nứt đâu các bác nhá, đây là vân đồi mồi, đây là bị ăn mòn đây. Các bác để bảo quản không cẩn thận là mối mọt nó xông lên rồi kiến cũng ăn, rán cũng ăn, nhưng mà vì nó là cái mai của con rùa, mai của con đồi mồi ở biển, họ hàng nhà rùa đây, ăn mòn một chút xíu đây. Thật ra tổng thể cũng còn ok, nói chung là một chiếc kính đồi mồi để các bác đeo cũng có một tí gì gọi là trừ tà, một tí gì gọi là phong thủy. Ngang kính đang là 137 các bác nhé, 137. 137 tương đương với size 58 nhé. Nói chung là đẹp, một chiếc kính ok tuyệt vời. Rất là xịn sò, chất lượng luôn, độc, đẹp lạ. Để các bác chiếc kính này để các bác về lắp cặp mắt nhé. Giao lưu của các bác chiếc kính này bên em đang giao lưu giá 2 triệu các bác ạ. 2 triệu nhé. Các bác cứ lên bên Nhật hay các bác cứ lên bên Tây, các bác cứ check cái chiếc kính đổi mồi ra nó luôn luôn quay vô 5 7 10 triệu luôn, em dám khẳng định luôn. Đây là về lô em bán cân đối bán giá tốt cho các bác nhé. Còn nó bị ăn mòn chút xíu này, nếu mà không ăn mòn chiếc kính này nha, em phải bán chiếc kính này phải tầm 4-5 triệu. Bởi vì sao, đồi mồi đã hiếm rồi mà để giữ được cái độ đẹp nó lại càng hiếm. Được cái chiếc này mặt bên trên còn đẹp, bị tí ấy, rán ăn đây tí đây thôi. Ngang kính 135 quá tuyệt vời luôn, ngang kính đúng à 137, ngang kính của size 58. 2 triệu lên cho em mã số 40. Chốt phiên chốt hạ ngày hôm nay giao lưu cùng các bác là 2 triệu đồng. Kết thúc một phiên chào năm mới, chào năm cũ và chào năm mới, chào năm cũ đón năm mới. Nó quay vào năm cũ, lên sóng vào năm cũ, nhưng mà sẽ chốt đơn và lên đơn cho các bác vào năm mới. Mong được sự ủng hộ của tất cả các bác và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ngày hôm nay đến cuối cùng. Một lần nữa xin được gửi lời chào, gửi lời chúc đến tất cả các bác một năm mới thành công, may mắn, vạn sự như ý. Xin phép xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Mã số 40, kính đồi mồi, nguyên chất, nguyên xịn.